Kính thưa các quý thầy hữu tri thức, chúng ta ngồi tĩnh tâm tại hang động Xá Lợi Phất, cách đỉnh núi Linh Thú khoảng 100 mét. Trong các đệ tử lớn của Đức Phật đó, tôn giả Xá Lợi Phất có trí tuệ số 1, vượt trội hơn các bạn đồng tu và chỉ thua Đức Phật một chút thôi. Đức Phật ghi nhận những đóng góp to lớn của ngài Xá Lợi Phất bằng cách gọi tôn giả Xá Lợi Phất là tướng quân chánh pháp, hay nôm na là cánh tay phải của Đức Phật. Còn cánh tay trái đó là danh xưng gọi cho tôn giả Một Kiền Liên. Hai huynh đệ tôn giả Xá Lợi Phất và Một Kiền Liên đó là hai đạo sĩ Bà La Môn trẻ có tiềm năng. Bắt gặp chân lý Đức Phật qua bài kệ: tất cả pháp không sinh, tất cả pháp không diệt, thầy tôi là Đại Sa Môn, thường giảng dạy như thế từ ngày A La Hán Ma Thắng. Hai vị này đó đã trở thành đệ tử xuất gia của A La Hán Ma Thắng, một trong năm anh em Kiều Trần Dương. Như vậy về vai vế trong đạo đó, tôn giả Xá Lợi Phất gọi Đức Phật Thích Ca là sư ông. Nhưng mà đóng góp của ngài Xá Lợi Phất là rất lớn. Trong kinh Trường Bộ, Trung Bộ có mô tả những tình huống Đức Phật giả vờ không khỏe, yêu cầu ngài Xá Lợi Phất giảng kinh thế Đức Phật. Sau khi ngài Xá Lợi Phất giảng xong, Đức Phật nói với mọi người rằng đó, những gì Như Lai dự kiến giảng dạy cho các đệ tử ngày hôm nay đó đã được đệ tử lớn của ta là Xá Lợi Phất nói, cho nên hãy theo đó thực tập và ứng dụng vào trong cuộc sống thực tiễn thì lệ lạc rất lớn. Điều đó cho thấy là Đức Phật có niềm tin rất lớn với tôn giả Xá Lợi Phất về việc hiểu chân lý, chia sẻ chân lý, giải thích chân lý và hướng dẫn cách ứng dụng chân lý vào trong đời sống thực tiễn. Đạo Phật á, có nghĩa đen là con đường tỉnh thức, con đường minh triết, con đường trí tuệ. Và do vậy ngài Xá Lợi Phất được xem là nổi trội nhất về trí tuệ, trở thành một biểu tượng mà tăng ni và Phật tử cần phải noi theo. Do đó khi đã chiêm bái Phật tích đến tại hang động ngài Xá Lợi Phất thì mỗi người chung chúng ta nên phát nguyện học và nghe chân lý Phật để mở trí tuệ, nghiền ngẫm thấu đáo chân lý Phật để tăng trưởng trí tuệ, thực tập thiền định và ứng dụng vào trong thực tế chân lý Phật để đạt được tuệ giác như Phật. Đó là ba phương diện của trí tuệ. Nhờ đó chúng ta tin sâu nhân quả, tin kiếp sau, tin đạo đức, tin chuyển nghiệp, tin tiềm năng, và biến các ước mơ trở thành các hiện thực cao quý, giải quyết các vấn nạn trên nền tảng áp dụng tứ thánh đế. Và tứ thánh đế được xem là kim chỉ nam của sự tu học đối với mọi người. Làm được như thế thì chúng ta cũng sẽ trở thành là Xá Lợi Phất con, rồi Xá Lợi Phất thiếu niên, Xá Lợi Phất thanh niên, Xá Lợi Phất tráng niên, Xá Lợi Phất trung niên, Xá Lợi Phất lão niên, và trở thành Xá Lợi Phất đích thực. Được như vậy đó thì chúng ta vẫy tay chào được với tất cả các nỗi sợ hãi, nỗi khổ niềm đau, an lạc hạnh phúc như là ngài Xá Lợi Phất đã đạt được, trở thành tướng quân chánh pháp và cánh tay phải của Đức Phật.